Em nói anh xin anh cho em ít thời gian mà chắc chắn sẽ có. Đúng rồi. Hỏi em biết anh sai. Nhóm tín dụng đen dùng đồ chơi để đe dọa và dằn mặt người vay khi không trả lại đúng hạn. Nhóm tín dụng đen của Phạm Hữu Tài cho vay với lãi suất cắt cổ. Khi con nợ không có tiền trả lãi, sẽ bị dùng súng đe dọa, đánh đập dã man. Diễn biến sự việc thế nào mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Ngày 24 tháng 12, đại diện phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh BC02 đã bắt Phạm Hữu Tài, 44 tuổi, người cầm đầu, Cân Nhật Danh, 32 tuổi để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt Trần Duy Khanh, 35 tuổi, Trương Văn Chí, 32 tuổi để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn. Nhóm do Tài cầm đầu đã lợi dụng những người có nhu cầu vay, sau đó cho vay với lãi suất lên đến 360% một năm để thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Khi người vay không trả lại đúng hạn, Tài kêu người vay đến nhà và mặt họ nài nỉ, van xin. Tài cùng đàn em dùng súng, công cụ hỗ trợ, đe dọa hoặc đánh đập dã man để dằn mặt. Sau đó Tài ép người vay viết giấy nợ, tiếp tục thu lãi trên số nợ và số lãi đã phát sinh, cứ thế người vay không thể trả hết nổi. Tại cơ quan công an, nhóm tín dụng đen đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện phòng BC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.